Chiều ngày 7 tháng 11, Tổ dân phố Kha Lâm Ba, phường Nam Sơn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tới sự có đồng chí Vũ Thị Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Tổ dân phố Khăn phường Nam Sơn có 397 hộ dân. Trong năm 2024, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tổ hoàn thành 100% các chỉ tiêu thu thuế, các loại quỹ vận động, đời sống nhân dân trong tổ ngày một nâng cao, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tổ được đảm bảo, tổ không có người vi phạm pháp luật, không có trẻ em bỏ học, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen cho tổ dân phố Khan Lâm Ba về thành tích xuất sắc một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu.